xe bên đây giá ba mươi mấy ngàn không, 32 ngàn, 20, từ 30 ngàn đến 32 ngàn mấy xe Ford, 6 mấy ngàn ngay mắc ghê luôn á. Phần lớn là Ford, vô cái hãng xe Mỹ mà mua xe Nhật thì thôi bán giá mắc lắm. Đó là tâm lý, muốn mua xe Nhật thì đến những chỗ bán xe Nhật. Chiếc này 95 ngàn mai rồi, đời 2012, 17.799. Chị Trung Hiếu mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị và tất cả mọi người đang xem chương trình chia sẻ về cuộc sống Mỹ. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái đề tài, nó không phải là tự chuyện, nó là một cái giải đáp thắc mắc thôi. Một số anh chị, những người sắp định cư sang Mỹ đó, có hỏi Hiếu là qua anh Mỹ thì mình mua xe hơi đó, mình nên mua xe mới hay là mua xe cũ? Sao nghe nói xe hơi có 500 thậm chí cả có ngàn ngàn đồng bạc chiếc xe, vậy nó có chạy được hay không, nó có tốt hay không, mà lý do tại sao xe ở Mỹ nó lại rẻ như vậy, và khi mua xe cũ thì nên chú ý những vấn đề gì? Đây, Hiếu nghĩ đây là một câu hỏi khá hay thưa quý vị. Cái việc mà quý vị hỏi qua anh Mỹ là có nên mua xe cũ hay không, thì đây là quan điểm cá nhân của em thôi nha. Chúng ta mới qua thì quý vị biết chúng ta chưa có việc làm, khó khăn đủ điều hết, chúng ta đâu có phải giàu có. Tôi đang nói là những người xuất phát điểm bình thường thôi, không giàu có gì, cho nên chúng ta cũng không có tiền của ăn của để, cũng không có ai hỗ trợ, thì mua xe mới là một vấn đề rất khó khăn. Bởi vì chúng ta không có việc làm thì làm sao chúng ta có income mà chúng ta đi ra chúng ta mua trả góp được, không thể mượn loan được. Do vậy thì mình con đường đi mua xe cũ là chắc chắn là chúng ta phải nghĩ đến rồi, và tôi cũng từng trải nghiệm điều đó, và tôi biết, tôi chia sẻ với quý vị đây. Đa phần khi cô bác anh chị mình mới qua thì lời khuyên tốt nhất là nên mua một chiếc xe cũ để chạy, để cho nó rành sau khoảng cỡ chừng 2 năm, hoặc là nhiều nhiều người có điều kiện hơn thì sau 1 năm có thể mua một chiếc xe mới theo ý của mình. Đó là lời khuyên gọi là tốt nhất. Xe hơi ở Mỹ á, vì sao xe hơi cũ lại là có giá rẻ? Thưa quý vị, xe của Mỹ á, nó đặc biệt như thế này, nó tính dựa vào cái số mai mà mình chạy đó. Xe thì nó lấy cái tuổi thọ là 100.000 mai thưa quý vị, nó làm cơ sở để tính. Nếu như những cái xe nào mà dưới 100.000 mai đó thì giá nó sẽ rất là cao. Vàng của anh ta phải bạn thấy á, vàng cứ ngắt hết đó, là xe lớn 20, rẻ nhất phải 21-22 ngàn. Còn xe nhỏ bên đây á, là nó là phải từ 10 ngàn trở lên. Còn xe mà trên 100 ngàn mai thì giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Bởi vì cái tuổi thọ xe là 100 ngàn, nó lấy làm cái mốc để mà tính thông thường thôi nha, những cái xe phổ thông đó. Còn xe xịn, xe hiệu thì mình không nói đến. Chào mình đó, họ muốn coi xe thì họ sẽ có người chở mình đi một vòng để coi xe. Cái xe khi quý vị mua mà mới hoàn toàn chưa lăn bánh, ví dụ chiếc xe hơi bình thường đi, xe phổ thông thôi, ví dụ như Toyota hay là Honda, thì quý vị mua có thể mười mấy 20.000 đô. Nhưng mà sau khi quý vị chạy khoảng cỡ dăm 3 năm thì nó khoảng cỡ 80-90 ngàn, thậm chí có người chạy hơn 100 ngàn. Thì hiện giờ mình nói lấy mốc hơn 100 ngàn đi, hơn 100 ngàn thì cái giá trị cái xe đó quý vị mà mua lại thì tôi nghĩ cao lắm ở chừng 3.000-4.000 đô là hết cỡ, lúc mình mua mười mấy 20 ngàn chứ bán lại 3-4.000 đô thôi. Và lúc đó cái xe nó gần như nó đã rỉu hết rồi. Nói thì nói vậy thôi, đó là theo thông số của người Mỹ họ nói. Thì khi một chiếc xe hơi bình thường đó, mình nói là xe hơi chứ không phải là xe SUV nha, thì có những loại xe khi mình chạy qua 100.000 mai đó thì mình phải thay rất nhiều những cái đồ, chẳng hạn như là thay minh beo hay là water pump. Có những cái xe mới sau này thì nó không có thay minh beo, xe SUV đó, nó là thay minh xích thì đỡ hơn. Rồi thắng này nó cũng phải cần thay, rồi nhiều thứ cũng phải thay rất nhiều, nên nó tốn tiền cũng khá là nhiều. Mà những xe mà nội xe hiệu á, như là Lexus hay là Audi hay là Mercedes nó đó, thì cái tiền mà thay mấy cái đồ đó rất là đắt. Đó là cái thứ nhất, là những cái xe cũ thì mình nói nó qua cái mai như vậy nó sẽ rẻ là lý do đó. Cái lý do thứ hai nữa thì biết tại sao không? Có thể người ta đi á, người ta bị đụng, người ta đụng nhiều lần rồi, mà người ta đụng thì người ta nhiều khi có nhiều người đó, họ
không có đem vào dealer họ sửa, họ lấy bảo hiểm, hoặc là họ bị đụng chẳng hạn. Có nhiều người như vậy là xe họ họ chạy đó, mua cái xe có thể là mười mấy 20 ngàn rồi rất mới nha, nhưng mà vì một lý do gì đó mà họ bị người ta tông, ví dụ như tông đến mức độ là gần như là đem đi dục luôn đó, giống như được đền nguyên con. Cái trường hợp này là tôi đã bị một lần rồi. Nguyên chiếc Audi rất là đẹp các bạn, dưới 100 ngàn mai luôn. Bạn tưởng tượng không, tôi mua lúc đó có khoảng cỡ 60 ngàn mai à nha, xe mới tinh luôn, đời 2003 2004 á, là mình đâu có biết gì đâu, thấy mới đẹp quá gì cũng ngon hết trơn á. Mình mua giá nó bán rất bèo, cái xe bán chỉ có khoảng 5 ngàn thôi đó, cách đây 5-6 năm về trước á, thì mình biết cái xe quá đẹp luôn mà ở ngoài thì không thể mua giá được, thì mình không có rành, mình mua qua tay của một người đang chạy họ bán lại, thì mình đem về. Thì sau này khi mình hiểu về xe, mình rành rồi mới biết là cái xe đó đó nó bị, nó gọi là savage title, có nghĩa là xe đó nó bị rớt nguyên con xuống dưới nước, xuống dưới hồ á, rồi sau đó là nó kéo lên là coi như bảo hiểm đền cho nó toàn phần, nó vừa bị tông nó vừa bị rớt xuống nước luôn. Thì cái người đó họ đem về họ tự sửa lại, họ làm lại hết, mới tinh đẹp bình thường. Nhưng mà cái lý lịch của xe đó đó là coi như cái xe đó là xe dục rồi, dục bãi rác rồi, thì nó lấy hết tiền bảo hiểm rồi. Ví dụ cái xe đó nó mua là lúc đó nó mua mười mấy ngàn đi, thì bảo hiểm đời như nó trọn vẹn luôn, nó có thể mua một chiếc xe khác, cho nên chiếc đó coi như là nó dục và nó bán, nó lấy được như nó lấy. Thì mình không biết mình mua về, nhưng mà tôi mua về thì cũng may mắn là tôi chạy được khoảng cỡ hơn 2 năm các bạn, hơn 2 năm thì tôi đã coi như là bán lại được cái xe đó, bán cho một người khác. Mà tôi cũng sau này khi tôi biết ra, tôi biết là nó bị sao việc thay thổi, chứ lúc đó mình ùa cả đâu ai nói mình nghe, là mình không có rành, mà người nhà mình cũng không có rành, cũng không biết luôn, cho nên thấy rẻ mua mà thấy tốt chạy thôi. Nhưng thật sự chạy được 2 năm thì không hề hấn gì hết á, chạy rất là ok. Nhưng đến khi mà mình thấy nó đổ bệnh ra, nó bị hư cái cửa các bạn, mà thường mấy xe đó mà nó rớt xuống sông á là hư cha nó cái cửa rồi, và dàn điện tử nó tiêu hết. Và cứ lâu lâu là tôi bị đứt bóng đèn hoài, tại vì cái nguyên cái dàn mạch điện của nó rớt xuống dưới sông á, cho nên nó bị chạm được lắm á. Nhưng mà sau 2 năm mình đi á, mình cũng lấy được vốn rồi, thì mình bán lại cái xe đó là được 2.000 đô. Coi mình mua khoảng cỡ 5.200 mình bán lại 2.000 đô, thì mình coi như cái tiền mình sử dụng á, là mất hết 3.200, mà chia cho 2 năm thì như vậy trung bình một năm mình mất đi 1.600 đô. Thì tính ra vẫn rẻ, 1.600 đô mà chia thì tính ra mình mướn xe hàng tháng cũng 100 mấy, thì cũng rẻ không đến nỗi nào. Thì đó, thì cái kinh nghiệm của tôi đó là xe nó rẻ, nhiều khi mình thấy nó đẹp, nhưng mà mình phải check được cái history của nó, là nó có cái phần mềm á, bạn có thể bỏ ra khoảng cỡ 10 đô để mua phần mềm nó cài lên trên cái điện thoại của mình á, nó gọi là cái CarFest á, mình bỏ vô mình check cái số VIN trên xe nó có đó, check cái là mình biết được cái xe này lý lịch nó làm sao. Nhưng mà cái lý lịch của nó đó là trừ khi là nó bị đụng rồi nó bị hư hỏng mà nó có kêu bảo hiểm, nó có làm report, thì mình mới có thể kiểm soát được, mình có thể kiểm tra được. Còn như trường hợp mà nó đụng rồi tự nó làm lấy, nó không có đưa vô record, thì mình cũng đành chịu. Trường hợp này thì những người châu Á đó hay có trường hợp là khi lỡ đụng nhau rồi tự thương lượng với nhau và tự đền cho nhau rồi đem về tự sửa, cho nên dù cho cái xe có nát nữa nhưng mà trong cái lý lịch nó không có được cập nhật thì mình cũng đành chịu thôi. Cho nên mua xe cũ thì phải chú ý chỗ đó. Thì đó là cái lưu ý thứ nhất. Còn lưu ý tiếp theo nữa là mua xe cũ có thể nó rẻ là như thế này các bạn, có thể những cái dạng xe mà do người ta cầm đồ hoặc là người ta mắc nợ, bị siết nợ. À, cái chuyện này người châu Á mình hay có trò này, là mình có nhiều người họ cầm đồ á, hoặc là họ siết nợ xong họ lấy xe họ bán cho người khác, mà thường thì họ bán cho những người Việt với nhau thôi, hoặc là những người châu Á nhau, thì mua không rành á thì sẽ bị một cái trouble như vậy, là cái chuyện mà sang tên á sẽ gặp khó khăn, cái sang tên xe đó, cái thay thồ á sang tên gặp khó khăn, có thể sẽ rất mất nhiều thời gian, và có nhiều người ẩu á, lấy chạy không quan tâm tới, nhưng mà có chuyện gì nó mệt ở chỗ á là mua bảo hiểm nó cũng gặp rắc rối, rồi mua cái tích cờ xe nó cũng gặp rắc rối. Thì cho nên á, có một người bạn của tôi á là mua cái xe cũ thì gặp trường hợp này, đợi rất lâu thì mới có thể sang tên được, hơn gần 2 tháng trời, trong khi nếu mà mình mua bình thường ngoài dealer hoặc là những người họ bán mà
chính họ là chính chủ á, thì trong vòng khoảng cả 2-3 tuần là chúng ta có giấy tờ. Có nhiều người mất cả năm trời mới sang tên được cái xe, nó đủ điều khó khăn đó thưa quý vị. Khi mua xe đó thì mình lưu ý như vậy nữa nè. Nó rẻ là do thứ nhất á, là những trường hợp như vậy nha. Rồi còn trường hợp nữa, nếu như là xe mà nó chạy bằng 4 bánh á, nó gọi là 4-wheel drive á, thì nó lại mắc hơn cái xe mà chạy 2 bánh. Mà 2 bánh trước thì lại mắc hơn 2 bánh sau. Đó, nó có trường hợp là 2 bánh trước chạy 2 bánh trước, chạy 2 bánh sau thì chạy 4 bánh. Thường những tiểu bang như chỗ Hiếu đang sống, những nơi tuyết nhiều hoặc là những nơi địa hình mà nó nguy hiểm á, thì người ta thường hay mua những cái xe mà chạy 4 bánh. Rồi xe cao á nó sẽ rẻ hơn là cái xe thấp, ví dụ như xe SUV như mình đang ngồi nha, thì nó an toàn hơn, nó cao hơn, nó rộng rãi hơn, thì lúc nào nó cũng mắc tiền hơn là cái xe hơi nhỏ, nó gọi là xe car. Rồi có những loại xe kéo tàu, ví dụ có loại xe mà mình thấy nó gắn sau cái đồ kéo tàu á, nó có cục kéo á, thì do nó kéo nhiều quá, có thể qua tới 100.000 mai thì xe nó yếu rồi, động cơ nó yếu rồi, thì mình mua họ có thể bán cho mình cho giá rẻ nữa. Rất nhiều trường hợp, ví dụ xe bị đụng nè, xe bị coi như chạy nhiều mai nè, nó gọi là cao mai đó, hoặc là xe bị mà những cái trouble, những cái rắc rối nọ đồ á, thì người ta có thể bán mình những cái giá rất là rẻ. Xe cũ thì nó là thường nó là vô những trường hợp như vậy. Thì cái kinh nghiệm để mua xe cũ á, thì Hiếu muốn chia sẻ với quý vị một cái số vấn đề như vậy. Thì thời gian đầu thì quý vị mới qua thì nên chịu khó là mua một chiếc xe cũ để mình chạy á, thì mình lựa xe nào chạy 4 bánh đi cho nó an toàn. Mai đừng có cao quá, tại cao quá sửa mệt lắm, thì khoảng cỡ 8-6, từ 8-90 ngàn mai được rồi, đừng có để 200-300 ngàn mai, nó nguy hiểm lắm. Và mình phải kiểm tra xem hệ thống thắng rồi bánh xe họ thay chưa, rồi thay min belt với water pump, nếu mà xe nó chạy bằng thay min belt á thì coi họ thay chưa, chứ không thay mình về mình thay cũng tốn tiền. Rồi coi xe nó có bị sa vịt thay đồ hay không, nó bị đụng có nhiều hay không, một số cái như vậy. Nói chung cũng hên xui à. Thường á thì lần đầu tiên mình mua xe theo kinh nghiệm mình á, thì mình cũng ham rẻ các bạn, mình mua qua một cá nhân của một người họ chạy nhà họ bán, thì mình coi trên cái private á, mình mua thì mình gặp một cái anh chàng đó người Nga, thì mình mua, nhưng mà cuối cùng mình ôm phải một cái chuyện là nguyên chiếc xe nó bị sao bị thay rồi, thì mình ôm hận tới giờ luôn á. Lần thứ hai thì mình sợ quá, mình không dám mua xe vậy nữa, mình vô thẳng dealer mình mua các bạn, mình vô thẳng dealer mình mua, thì dealer giá nó hơi mắc hơn chút, nhưng mà mình yên tâm ở điều là nó sẽ show cho mình hết tất cả những vấn đề, cái lỗi xe như thế nào, cái lý lịch xe như thế nào, nó cam kết hết với mình. Giấy tờ đó làm cho mình cũng tương đối tốt hơn và yên tâm hơn. Và vấn đề ở chỗ là nó luôn luôn là khi nó bán cho mình, nó đều kiểm tra máy móc và nó đã chỉnh sửa cho mình hết. Giống như tôi mua cái xe này nè, khi tôi mua đó, ở dealer đó, người ta đã làm hết tôi những điều đó, tôi không lo lắng gì hết. Thì đây là một số kinh nghiệm của Hiếu khi mà mua xe hơi ở Mỹ. Hiếu đã trải qua như vậy, Hiếu chia sẻ với quý vị như vậy nha. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chia sẻ tiếp theo. Thì có thể những lần sau đó mình sẽ đưa quý vị đi vô thẳng một cái dealer xe để cho quý vị tham khảo, và mình mua xe mới thế nào mình sẽ nói cho quý vị biết luôn, rồi cách mượn loan mua xe mới như thế nào mình cũng sẽ nói luôn cho quý vị biết. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chia sẻ tiếp theo. Vậy trân trọng kính chào.